các bạn. Hôm nay là 20 tháng 1 năm 2019. Hôm nay mình đi rước dâu tên Tây Ninh nha các bạn. Hiện tại là mới có 5 giờ rưỡi 6 giờ sáng, đi rước dâu xa Tây Ninh nên phải dậy sớm đi nè. Đây là cái đám bưng quả của mình. Tại mấy thằng lóc giống này thể trâu không rồi khó ăn. Tí nữa đầu nổi nhất là thể trâu ghê không. Rồi bây giờ mình sẽ quay một cái, nói chung là mình quay vlog là đi chiếc đi rước dâu của mình nha. Ok, đây. Đi. Đi. Bước lấy cái kia đi kìa. Lấy cái đám quả kìa. Lâm cầm nó có bông quả. Có chứ, có chứ, chi hết chi quả đi. Rồi nào bự con thì kinh cái quả bự, nào nhỏ con thì kinh quả nhỏ. Cái quả này quả nặng nhất nè. Quả này là quả táo nè. Nặng lắm á. Chục ký á. Mấy nẻ già đó nó quên tè là ba cái quần áo được không à. Mày kính gì vậy? Trồng cao hả? Ừ, dạ hiều à, mấy cái này quả dạ hiều à. Còn này gái phụ là bưng rượu. Thôi rồi trả cho con bó bông rồi đi nè. Ok đi. Khoan nghe rồi chú, đợi rồi đi qua coi một cửa chưa khoan một cửa nghe cô dân đó xúc qua đây, xúc qua dưới này á, xúc qua chỗ để dưới dưới rẻ vô rồi. Ok, hai chồng nói nhau nghe. Rồi bỏ cửa vô rẻ. Rước được cô dâu về Bình Dương rồi nè mấy bạn ơi. Mình đi xe, mình bị say xe nên phải nhét cái vỏ quýt vô lỗ mũi. Đi dưới đây cũng càng vậy, rất là phơi luôn. Đây mình thủ quá thời vỏ quýt luôn rồi mình nhét lỗ mũi là nó đỡ có nhức đầu mấy bạn. Nói chung là mấy bạn mà đi xe mà bị say xe, mấy bạn uống thuốc rồi thêm nhét thêm lỗ quýt vô mũi, lỗ mũi nữa là rất là ok luôn. Nãy giờ mình đi là 2 tiếng đồng hồ từ Tây Ninh về Bình Dương là không bị gì hết luôn. Rất là ok. We'll be right back.
sứ mẹ biển, một lòng thờ mẹ kính cha, cho trọng chữ hiếu mới là đạo con. Và xin mời quý vị cùng hướng mắt về bên trên sân khấu để cùng chứng kiến sự sát cánh bên nhau của đôi vợ chồng son trong ngày hôm nay. Rượu gia môn kề môn ta uống, nguyện vợ chồng son sắt trăm năm. Và sau đây xin được trân trọng kính mời hai bên thân gia hãy cùng chạm ly rượu mừng cho ngày vui của hai con mình trong ngày hôm nay ạ. Và để chung vui cùng hai bên gia đình, cùng cô dâu và chú rể, xin mời quý vị hãy nâng ly cùng chúng tôi. 1, 2, 3. Kính thưa quý vị, về toàn bộ buổi lễ trao quà của hai bên gia đình đã được cử hành tại gia, và xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình trở về phía dưới bàn tiệc để cùng chiêu đãi khách quý của mình của ngày vui của hai con mình trong ngày hôm nay ạ. Và xin mời cô dâu và chú rể cùng đón lại sân khấu để cắt bánh hồng kỷ niệm ngày cưới của mình trong ngày hôm nay. Ok, chuẩn bị. Đang quay rồi. Một, hai, ba. À, vậy quăng được rồi đó, năm sau cưới vợ. Quăng lận. Cho hiệp sau, hiệp hai. Mấy thằng nào mà chưa có bồ bỏ nha. Ok, lại. Một, hai, ba. Rồi còn gì cái bông nữa, nào chụp được. Nào chụp được hả? Rồi năm sau em cưới vợ. Anh nè. Rồi vợ em á. Ông Bi có đi đâu sáng hay có ông Bi có đi người ta? Ông ai mà cả triệu chứ hả? Bà Tiết á, có đi 1 triệu á. Ủa ơi. Bà Tiết á đi đưa dâu á. Ủa bà chiếc xe nó mang cũng 1 triệu luôn. Trời ơi bà con với bà đó hà rửa bà chiếc sọc bà cố luôn. Rồi đây là tấm cuối cùng, tấm của Hiệu Nhất Nguyên nha các bạn. Có thử coi bạn Hiệu Nhất Nguyên đi với mình nhiêu nha. 500k. Bỏ vợ chồng 500k, bây giờ mình sẽ ship 500k riêng ra, 100k riêng ra. Nó có cộng nè, một cọc 500k với lại một cọc 100k.
Đây kết quả là tiền đám cưới của mình là đi hiệp là được nhiêu đây đó các bạn. 57.900.000. Nguyên cục chà bá luôn, tờ 100, tờ 200 mà tờ 500.000 rồi các kiểu luôn. À, nói chung là video hôm nay là mình quay vlog lại cái đám cưới của mình. Các bạn nào thích video này hãy nhấn like và chia sẻ video với mình nha. Tạm biệt các bạn.